Alo, buổi sáng cả nhà. Chào các bạn cuối tuần nha. Hôm nay bên Huyền thứ bảy rồi. Đó, đây nè. Ông hàng xóm qua chơi với tụi Huyền nè. Ja, sand, ja. Det sånn sand som vi har? Nei, det litt bedre? Det er en sand som er veldig... Hvis du blir vant til å se på den. Det er kanskje mandag vi skal dra... Ja, ok. Jeg... Các ông nó ổng rành về hoa lắm cho nên là ổng qua ổng dạy tụi Huyền á các bạn. Nào Huyền cho các bạn coi cái chậu hoa của Huyền hôm nay. Tuyệt vời chưa? Dễ thương các bạn. Cái này nó dùng nước nhiều lắm nè ha. Ôi Huyền phải tưới nó chút xíu nữa. Đẹp ha. Hôm nay bên Huyền nắng ấm đã lắm. Còn mấy cái cây này của Huyền nó ra hoa quá chừng luôn nè. Đã dễ sợ các bạn. Cúc vẫn còn tươi xanh nha. Hồi đó Huyền mua mấy cái chậu này nó rẻ lắm luôn á. Mà xài bền dễ sợ luôn. Alex làm gì đó Alex? Hả? Ở bên Huyền hôm nay nắng lắm luôn. Bây giờ chuẩn bị đi làm tiếp. Ăn hả con? Sáng là phải cho bà ăn nè. Rồi mới đi làm. Công việc mỗi sáng của Huyền là gì đây? Đó, đi ra thăm cái vườn trước khi đi làm. Nè các bạn. Trời ơi, thật ra Huyền trồng thôi chứ Huyền ăn không có nhiều các bạn ơi. Trồng để nhìn thôi à. Ủa nó lên bông luôn rồi nè. Cây này Huyền trồng Huyền chưa ăn gì luôn á. Huyền ra thăm mấy trái bắp của Huyền coi nó có lớn chưa nha. Bắp Huyền nghi chắc nó không có hạt quá à. Đây nè các bạn. Ủa từ từ nó mập ra chứ hả. Từ từ nó sẽ mọc. Ngộ hai cái cây ốm nhôm ốm nhách thì nó có trái trước các bạn. Còn mấy cái cây mập mập thì nó chưa nha. Cây mập thì mình thấy nó chưa có ra bông. Đó. Được hai trái ha. Đó, khu vườn trong nắng. Huyền vẫn chưa có hái squash được các bạn. Tại thật ra không có ăn cho nên là Huyền hái về cái Huyền để nó cũng hư, hôm bữa hư hết mấy trái rồi. Các Huyền cứ để đại đây à. Huyền với anh Hùng cũng không có ăn nhiều á. Với lại mình ăn cái một món nó hoài cái mình cũng giống như mình ốm. Đây nè. Còn mấy cái trái này của Huyền hôm nay nó to lắm rồi. Vẫn chưa hái nha. Có gì thứ hai. Thứ hai Huyền sẽ hái đó. À có bạn hỏi Huyền á là Huyền trồng Huyền có bón phân gì không ha. Hồi trong cái mùa này, hồi đầu mùa tới giờ Huyền vẫn chưa có bón phân gì hết các bạn. Huyền chỉ trồng đại vậy thôi, nhưng mà hồi năm rồi lúc mà Huyền làm đất cái vườn này nè thì ở trong nhà Huyền có nhiều rác, cái Huyền ra đây cái Huyền đào lên, Huyền đổ, Huyền chôn xuống rác nhà bếp các bạn, giống như vỏ trái cây rồi vỏ trứng cái này, tức là mấy cái đồ thừa trong nhà bếp đó là Huyền đem ra Huyền chôn ở mấy cái hộc này nè, với lại Huyền chôn ở trong nhà kính của Huyền á đó. Đó chôn ở đây nè, mấy cái hộc này nữa nè. Đó. Hồi đầu mùa tới giờ là Huyền vẫn chưa có bỏ phân gì hết á, Huyền để đại vậy đó. Đó, cho nên là các bạn hỏi coi Huyền có bỏ phân gì không thì Huyền chưa có bỏ ấy, mà Huyền ở nhà Huyền có một bao phân gà các bạn. Chắc vài bữa Huyền cũng sẽ cho nó vài hộp á. Huyền bỏ mấy cái phân đó thôi mà Huyền cũng hạn chế, Huyền bỏ ít chứ Huyền không có bỏ nhiều ha. Đó, cha con Alex ra ngoài à, xe đợi Huyền à. Giờ Huyền vô trong đây cái. Ô mấy cây bạc hà của Huyền hôm nay nó lớn ghê nè. Ô nó nhảy con nhiều lắm cả nhà ơi. Bữa Huyền tưởng cái này là con của nó ha, nhưng mà không phải, cái này nó là rễ nè, bây giờ nó nhảy nè. Huyền rảnh Huyền phải rủ anh Hùng đi mua cái chậu lớn hơn Huyền sang nó mới được. Đó, mấy cây dưới đất nó bị mấy cây bầu nó che thì nó không có lớn bằng ở trên. Okay. Đó, năm nay Huyền để bao nhiêu thôi chứ Huyền không có gieo thêm gì nữa hết á, tại Huyền thấy Huyền ăn không hết, với lại
Mùa này hình như nó cũng hơi trễ trễ các bạn, nhưng mà cái mùa này các bạn cũng có thể là mình mùa này có thể mình ươm thêm salad hay là cải xanh, cải này cải kia ngắn hạn thì cũng được ha. Nhưng mà Huyền thấy thôi, Huyền ăn ít quá cho nên là Huyền sẽ không có trồng thêm gì nữa, bao nhiêu đây đủ rồi. Mít tơ hùng vào mùa hè mà dến cái áo đó trời. Vậy hả? Dâu hết mùa luôn rồi các bạn. Nhà Huyền ăn dâu chắc cũng được 3 đợt á. Tại vì cái hôm Huyền đi á là cái ông hàng xóm á. Các ông hàng xóm Huyền ổng nói là ổng hái hết một đợt rồi, thì tụi Huyền về tụi Huyền hái thêm được 2 đợt nữa. Mùa này hết rồi. Với Huyền thấy mấy cái vườn dâu á, người ta cũng để cái bảng giống như là bảng đóng rồi, không có cho vô hái nữa các bạn, có thể là hết mùa á. Thôi bây giờ tụi Huyền chuẩn bị đi làm đây. Alo, hôm nay Huyền sẽ làm món bí ngòi nhồi tôm nha cả nhà. Ở đây Huyền có 1,5 trái bí ngòi nè. Còn một trái to thì Huyền để dưới này ha, vài bữa làm ăn. Thì ở đây Huyền sẽ xay tôm với lại một chút gốc hành bô rô các bạn. Huyền không có hành lá thì Huyền dùng hành này ha. Xay với lại một chút hạt nêm, tiêu, một chút muối với lại đường. Các bạn nêm theo khẩu vị của gia đình nha. Ở đây thì Huyền nêm theo khẩu vị của Huyền ha. Đó thì sau đó thì Huyền sẽ xay ra. Các bạn cũng không cần xay nhuyễn quá. Huyền thì Huyền xay nhanh lắm, cỡ chừng 3 phút, 2 phút là xong thôi. Đó thì cho các bạn xem nè. Đó, mình xay nó cũng còn hơi lợn cợn để mà mình ăn có cái độ giòn giòn của tôm á các bạn. Đó. Thì bây giờ Huyền sẽ cho nó ra một cái tô ha, để mình chuẩn bị mình nhồi nó lại ở trong cái khoanh bí ngòi. Thì đây Huyền sẽ cắt nó ra, xong Huyền bỏ cái phần ruột nó. Trước khi Huyền nhồi tôm vô trong bí ngòi á, thì Huyền sẽ bắt cái sừng nước lên Huyền hấp trước các bạn. Đó, thì mình sẽ nhồi vô. Huyền sẽ nhồi hết vô trong đây, xong rồi chút Huyền sẽ hấp lên. Sau đó thì mình sẽ làm nước sốt, mình rưới lên nữa các bạn. Hoặc là Huyền sẽ để cho nó vô trong cái chảo cho nó ngấm luôn chút xíu rồi lấy ra. Xong rồi thì bây giờ Huyền sẽ cho nó vô sừng hấp nha. Các bạn hấp cái này nó cũng nhanh á, mình hấp khoảng, mình nghĩ hấp khoảng 5 phút trở lại các bạn. Tại vì tôm nó cũng rất là nhanh chín á, và lại bí ngòi nó cũng vậy, nó mềm, nó nhanh chín lắm. Wow, sau khoảng 4-5 phút thì Huyền nhắc nó ra ha các bạn. Thì bây giờ Huyền sẽ lấy những cái khoanh đó ra. Cái phần nước á, mình nên giữ lại nha, để các bạn sẽ làm cái phần nước sốt đó. Thì hôm nay Huyền sẽ làm nước sốt với lại dầu hào thôi. Thật ra trong cái nước của tôm với lại bí ngòi nó ra, nó đã vừa ăn nó đã rất là ngọt rồi. Thì Huyền sẽ cho cái mùi dầu hào nó vô đặc trưng á. Thì hôm nay Huyền làm cái sốt dầu hào, Huyền rưới lên ha. Cái này là Huyền phi tỏi trước, xong rồi Huyền cho cái nước sốt vô nha. Tại khách Huyền chạy ra các bạn, xong rồi Huyền quên bấm cái nút Huyền quay thôi. Đó, thì cái phần nước này là cái phần của bí ngòi với lại tôm hấp ra thôi, Huyền không có dùng nước gì hết. Sau đó thì Huyền sẽ cho dầu hào vô.
Huyền cho dầu hào vô rồi các bạn cho thêm chút đường Huyền nữa là nó sẽ vừa ăn ha. Thì các bạn nêm theo cái khẩu vị của gia đình mình nha. Đó, đáng lẽ là theo Huyền á thì Huyền cho thêm chút xíu bột bắp nữa, nhưng mà Huyền mắc khách lu bu quá thì Huyền để vậy thôi, Huyền sẽ cho bí ngò vô luôn, Huyền không có làm cái nước nó sệt lại. Huyền để cái nước nó lỏng lỏng thì thôi các bạn. Còn nếu các bạn muốn nước nó sệt thì mình cho chút xíu quậy chút xíu bột bắp vô ha, thì cái nước nó sệt nó sẽ ngon á. Này Huyền cho thêm chút xíu dầu hào nữa. Nêm lại cho vừa khẩu vị của mình xong rồi thì Huyền sẽ bỏ mấy cái khoanh bí ngò nhồi tôm vô nha. Giờ Huyền với anh Hùng chạy dắt giò lên cổ luôn. Làm từ nóng thành nguội luôn các bạn. Trời ngon bát cháy luôn. Ngon nhức nhối luôn. Đó, Huyền bới cơm ăn với cái này ha, nước tương nè. Mà mốt Huyền biết rồi, làm cái món này nó không có ngán mà ngon lắm các bạn. Thơm cái mùi dầu hào hết sức luôn. Đáng lẽ là Huyền quậy một chút xíu bột bắp á, để cho cái nước nó sệt sệt lại á. Mà nãy giờ Huyền quá nhiều việc rồi cho nên là thôi luôn. Thiếu hành ngò ha, hấp dẫn lắm cả nhà, thơm ơi là thơm nha. Cái nước tôm ra nó ngọt quá, hồi nãy mình lấy cái nước tôm ra để mình làm cái sốt này luôn nè, không có bỏ miếng nước nào hết á. Thì ở trong bí với lại tôm nó ra ngon lắm, các bạn thử làm giống với Huyền đi nha, ngon tuyệt vời. Ăn chung với cái này Mr. Hùng cảm nghĩ đi, đã lắm. Em không có thời gian, em quậy bột bắp cho nên nó lỏng, kệ nó. Em món này nhìn nó hấp dẫn phết. Nghe là lạ. Cái này người đặt tên nó là miếng ngồi gì ta? Miếng ngồi mắt kính. Miếng ngồi mắt kính. Nè, cái kính này. Tự nha. Nè. Wow. Tôm miếng ngồi sốt dầu hào hết các bạn. Mời các bạn. Bí ngò nhồi tôm sốt dầu hào. Thơm không? Thơm ha. Ngon ha. Huyền muốn ăn thử các bạn. Ngon lắm. Tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Miếng này đi. Ngon. Ngon hả? Ừ. Em nãy em lấy cái nước này em chấm tàu hũ ha, ngon. Đói bụng quá cả nhà ơi. Cái này đặc biệt có mùi á. Thịt này quá ngon là tôm nè ha, giòn giòn. Ừ. Giòn. Ngon quá, ngon quá. Ngon thiệt chứ không phải giỡn đâu nha cả nhà, ngon lắm. Ngon. Ừ. Mình sẽ làm cái này ra. Trời ơi. Cái màn hình của người hình như nó bị mờ hay sao ta? Ừ. Hấp dẫn. Ừ. Ừ, nó ngon, ngon lắm. Vâng.